Dạ xin chào anh chị và quý khách hàng nha. Hôm nay là thứ bảy rồi anh chị. Thì em xin sẽ lên cho anh chị một chiếc xe bộ dừng khá là nhận được khá là nhiều sự quan tâm từ anh chị. Đó là một chiếc Tucson bản 1.6 turbo sản xuất 2023, mới đăng ký tháng 10 thôi anh chị. Model hiện tại 3.000 cây và bên em đang bán là 890 triệu 3 nút hồ sơ nhé. Ngoài quay nước sơn màu đỏ kiểu đỏ mặn bập bầm anh chị. Logo này cam 360 này, cảm biến trước này đầy đủ rồi, đèn led này. Đây nội thất bên trong đây nha anh chị, mới tinh tình tình luôn. Ghế chỉnh điện tính năng nhớ ghế Odo chuẩn 3.393. đây chưa lục siêu, chưa lục siêu. Phanh tay điện tử auto hold, bây giờ đâu có cùng dùng cần số đâu anh chị. Đó, nè chưa, đây cũng chưa lục, cắm sạc rồi đầy đủ hết, không thiếu gì hết nha anh chị. Này chưa lục, trên đây cũng vậy nha anh chị, chưa lục. Bên đây không này, quá mới. Đây keo rồi nè, dán niêm phong này, trời ơi quá mới anh chị ơi. Trang bị lót sàn đầy đủ, đây anh chị cũng chưa lột luôn, cắm sạc nhanh này, điều hòa phía sau này, đây chưa lột này anh chị này, bệ trên cửa cũng chưa lột luôn nè. Đó, anh chị nào muốn cảm giác mà đi lột siêu thì mà mình tiết kiệm được một khoản chi phí thì liên hệ em xuyên chốt đơn chiếc này nha anh chị. Bản 1.6 turbo. Đây, phía sau cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ, cốp điện. Đó. Đó mở ra nè anh chị nè. Vẫn còn nguyên bản cho mình luôn. Anh chị tới lục siêu nha. Lốp sơ cua đồ nghề còn đầy đủ hết. Mâm lốp nè anh chị, mâm phay còn dày cui luôn. Mâm 19 to bản. Lốp rin theo xe, nói chung 3.000 cây thì quá mới, chưa lột logo nữa nè anh chị. Đăng kiểm tới 2026 nha, đi thoải mái. Mở máy móc xe này. Đó, máy turbo, mới tinh mới nguyên luôn. Cam kết bằng văn bản cho mình hết nha anh chị. Keo chỉ này, nguyên rin nguyên bản nha. Thì nếu như mà anh chị quan tâm tới chiếc Tucson bản 1.6 turbo sản xuất 2023 này thì có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên em, Auto Tàng Trung 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku Gia Lai để mình xem xe, tham khảo và trải nghiệm nha. Còn nếu như mà anh chị ở xa mà quan tâm tới em nói thì liên hệ cho em xuyên 092 932 5679, em sẽ hỗ trợ tư vấn thêm những phần anh chị đang còn quan tâm thắc mắc nha. Dạ rồi, em xin phép dừng video tại đây, hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo cùng những chiếc xe tiếp theo tại Tàng Trung nha.